Các bác nhé, hôm nay thì em lại lên một cái video Tết đến đít rồi các bác ạ. Và các bác muốn sưu tầm những cái cây trà thì các bác sưu tầm chia sẻ cho em nhé. Các bác đặt hàng thì gọi điện trực tiếp đến số là 0977 842 981 các bác nhé. Đây là cái cây hồng trà các bác ạ. Gọi là trà thơm ấy các bác ạ, trà thơm. Nói chung là vua chơi lan, quan chơi trà. Bác nào mà chơi trà thì các bác cứ alo trực tiếp cho em nhé. Em sẽ chia sẻ Zalo cho. Đây là những cây trà mà hoa Tết các bác ạ. Các bác mua một cây thì chơi cả đời luôn các bác ơi. Gốc to lắm, tán sum đẹp các bác nhé. Rồi, gốc rất là to luôn. Đối với cây trà như hình này em chia sẻ các bác bằng 1.680.000 các bác nhé. 1.680.000. Rất là to và đẹp các bác ạ. Nhiều nụ lắm các bác ơi. Đây, hồng trà hay còn gọi là trà thơm các bác ạ. Trà thơm nhé, rất là thơm luôn. Đó, bên này thì em có cả tứ quý các bác ạ. Đối với cái trà hồng trà này nó cũng hoa quanh năm đấy các bác. Hồng trà thì đặc điểm của hồng trà nó hoa quanh năm các bác. Đây là trà nhụy này. Đấy, hồng nhụy. Thì hoa nó rất là thơm. Còn đây là cái cây tứ quý các bác ạ. Đây là cây tứ quý này. Siêu đẹp các bác, bồng bằng cái bát luôn. Đối với dòng tứ quý này thì các bác cũng chơi quanh năm các bác nhé. Lúc nào nó cũng có hoa các bác ạ. Đây là tứ quý, cánh của nó là cánh kép các bác nhé. Cây thoát thân rất là đẹp luôn các bác ạ. Dạ, em xin chia sẻ các bác giá là bằng 650.000 một cây các bác nhé. 650.000 một cây tứ quý. Đó, tứ quý các bác nhé. Cái cây này là các bác chốt cho em là T1 tứ quý này. Đây là T2 này. T2 vẫn là một cây tứ quý đẹp các bác ạ. Này, vòi hoa nụ này lích nhích luôn. Đó, cái cây T2 này thì em chia sẻ các bác bằng 500.000 các bác ạ. Em xin lỗi, cái cây T2 này thì em chia sẻ các bác bằng 550 cơ. 500.000 đi, 500.000. 500.000 cho cái cây tứ quý các bác nhé. Tiếp đến là cái cây hồng trà các bác. Đấy, hồng nhụy đấy các bác ơi, hồng nhụy rất là thơm và hoa của nó cũng quanh năm các bác nhé. Đó, cây này thì em cũng chia sẻ bằng 550.000 cho một cây các bác ạ. Đấy. Đối với những cái dòng này thì các bác chơi hoa quanh năm luôn các bác ạ. Đó, rất là đẹp nhá. Các bác dinh cho mình một cây là chơi cả đời luôn. Đó, ngoài ra thì em có địa lan các bác này. Địa lan này, phát tài núi này. Đấy, Tết đến xuân về các bác nên đặt một cây trong nhà đi. Phát tài nó tượng trưng là tài lộc phú quý các bác ạ. Rất là to. Đó, một cây phát tài núi như hình em chia sẻ bằng 1.200.000 các bác ạ. Đây là cái dòng phát tài núi nhá. Cây để trong nhà cực kỳ là sang các bác ạ. Đó là sưu tầm thì cứ alo trực tiếp em gái chia sẻ Zalo nhé. Đấy, đây là cái cây, đây là dòng dạng ngọc minh châu quá. Dạng ngọc minh châu nó là cái dòng bông phát sáng như là pháo bông ấy các bác ạ, như là pháo bông ấy, rất là đẹp luôn. Tán rất là to và sum các bác nhé, tán rất là to và sum. Dạ, em chia sẻ các bác một cây tán to này, bình thường này nó sẽ có cây nở rồi các bác, nhưng mà cái lô này em lấy để các bác bán Tết này. Đấy, bán Tết nhá. Trưng Tết các bác, trưng Tết thì nó nở vào dịp Tết. Nên là nó rất là đẹp. Em chia sẻ bằng 400.000 cho một cây các bác nhé. 400.000 cho một cây. Đây là dạng ngọc minh châu các bác nhé. Dạng ngọc minh châu. Nên là các bác sưu tầm thì cứ Zalo trực tiếp. Em sẽ chia sẻ Zalo các bác ạ. Đó, ngoài ra thì có rất là nhiều hoa đẹp để các bác chơi Tết các bác ạ. Đây là cái cây cúc hàn các bác này. Cúc hàn này. Đấy. Đó, cây cúc hàn như hình này em sẽ chia sẻ các bác bằng 280.000 một cây các bác nhé. Đó, 280.000 cho một cây cúc hàn. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Còn đây nó là dòng cúc cổ Sapa các bác này, cúc cổ Sapa này. Hoa của nó cái màu đỏ rực rỡ rất là đẹp các bác ạ. Rồi em chia sẻ các bác giá là bằng 300.000 cho một cây cúc cổ các bác nhé. Đó, ngoài ra thì bên em có ngọc lan này, có rất là nhiều luôn các bác ơi, có rất là nhiều nhá. Đó, từ cây bonsai, cây ăn quả này. Đấy, các bác ơi, chanh tứ quý này, chanh tứ quý sẵn nụ và hoa các bác này. Đó, đây các bác ơi. 200.000 cho một cây chanh tứ quý các bác nhé. Đây là cái dòng lan tiêu các bác. Lan tiêu thì được ví như là cái nụ cười của Phật các bác. Lan tiêu hàm tiếu. Nói như vậy là các bác biết rồi. Rồi một cây lan tiêu như hình em chia sẻ bằng 350.000 một cây các bác nhé. Lan tiêu. Đây là cái dòng lan tỏi các bác này. Lan tỏi này. Đó, rất là nhiều nụ luôn các bác. Rất là nhiều nụ luôn lan tỏi nhé. Đó, chầu bà các bác này. Chầu bà này. Đó, chầu bà 180.000 một chậu các bác nhé. Đó, chầu bà rất là đẹp. Đó, bác nào sưu tầm chầu bà thì các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em nhé. Ngoài ra thì bên em có những cây lồng đèn, nói chung là di nói chung là rất là nhiều các bác ạ. Nên là em sẽ chia sẻ một cái video ngắn, các bác sưu tầm thì cứ alo trực tiếp thì em chia sẻ các bác nhé.